Tử vi cùng nhân mã tháng 8 năm 2020. Tình yêu và sự lãng mạn sẽ đến với bạn. Vào cuối tháng, có sự thăng hoa trong tình yêu. Những người độc thân thì sẽ phải đợi đến cuối tháng để bước vào một mối quan hệ yêu đương. Tháng này thì bạn ít tập trung vào gia đình do bạn đang phải tập trung vào sự nghiệp. Sức khỏe của bạn thì sẽ không tốt trong tháng này. Hệ thống miễn dịch của bạn sẽ yếu đi, do đó thì sẽ khiến bạn mắc các căn bệnh nhẹ. Để chữa bệnh này, bạn sẽ cần phải uống nhiều nước, một chế độ ăn uống cân bằng và nghỉ ngơi điều độ. Có khả năng cao là bạn sẽ được thăng chức tại nơi làm việc. Tuy nhiên thì bạn nên sẵn sàng giúp đỡ những người khác đạt được kết quả tốt nhất trong sự nghiệp của họ. Bạn sẽ tận hưởng sự thịnh vượng về mặt tài chính trong suốt cả tháng. Lợi nhuận thì sẽ đổ vào rất nhiều nếu các khoản đầu tư phù hợp và khôn ngoan. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy để lại cho chúng tôi một like, một đăng ký để có thể xem video mới nhất mỗi ngày.